Khoảng cách giữa số lượng tàu Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lớn hơn vào năm 2035. Một bản báo cáo của Văn phòng Tình báo Hải quân Hoa Kỳ, ONI, bị dò rỉ trực tuyến, nêu bật mối lo ngại về Hải quân Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng và khả năng tiếp tục sản xuất tàu với tốc độ nhanh hơn Hoa Kỳ. Người Trung Quốc coi thập kỷ này là một cơ hội chiến lược. Brent Sattler, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh hải quân và công nghệ tiên tiến tại Trung tâm Quốc phòng thuộc Quỹ Di sản, nói với Forbes New Digital. Tôi không thấy bất kỳ sự uốn cong nào trong thời gian ngắn mà chúng tôi thực sự bắt đầu thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc. Bình luận của Sattler được đưa ra sau khi những hình ảnh về bản báo cáo không được phân loại của Văn phòng Tình báo Hải quân được lan truyền rộng rãi trên Internet. Hình ảnh được lấy từ báo cáo của Ozone cho thấy năng lực đóng tàu khổng lồ của Trung Quốc so với Hoa Kỳ. Tính xác thực của bản báo cáo đã được xác nhận bởi một phát ngôn viên của Hải quân, người này cảnh báo rằng nó không nhằm mục đích phân tích chuyên sâu. Người phát ngôn nói với Forbes New Digital, bản báo cáo này được Văn phòng Tình báo Hải quân phát triển từ nhiều nguồn công cộng như một phần của bản tóm tắt tổng thể về cạnh tranh chiến lược. Trang trình bày cung cấp bối cảnh và xu hướng về năng lực đóng tàu của Trung Quốc. Nó không nhằm mục đích tìm hiểu sâu về ngành đóng tàu thương mại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản báo cáo cho thấy các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc có công suất khoảng 23.2 triệu tấn so với mức dưới 100.000 tấn ở Mỹ, khiến công suất đóng tàu của Trung Quốc lớn gấp 232 lần so với Mỹ. Bản trình chiếu cũng cho thấy thành phần lực lượng chiến đấu của hải quân hai nước cạnh nhau, bao gồm tàu chiến đấu, tàu ngầm, tàu quét mìn, tàu đổ bộ lớn và tàu phụ trợ, hỗ trợ chiến đấu lớn. ONI ước tính rằng Trung Quốc có 355 tàu hải quân như vậy vào năm 2020, trong khi Mỹ có 296. Sự chênh lệch dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng 5 năm một lần cho đến năm 2035, khi Trung Quốc sẽ có khoảng 475 tàu hải quân so với 305 đến 317 tàu của Mỹ. Một phần khác của bản báo cáo cung cấp ước tính về tỷ lệ phần trăm mỗi quốc gia phân bổ cho sản xuất hải quân tại các nhà máy đóng tàu của mình, trong đó Trung Quốc thu được khoảng 70% doanh thu đóng tàu từ sản xuất hải quân so với khoảng 95% doanh thu đóng tàu của Mỹ. Tuy nhiên, sự chênh lệch đó cũng đáng lo ngại, Sattler nói và lưu ý rằng Trung Quốc sẽ đạt được lợi thế chiến lược bằng cách có lĩnh vực đóng tàu thương mại mạnh mẽ. Sattler nói về Trung Quốc, đóng tàu là một ngành chiến lược và họ đã nhận ra điều đó từ lâu. Phần đầu tiên là xây dựng lĩnh vực đóng tàu thương mại của bạn. Đóng tàu thương mại thực sự là nguồn gốc cho tất cả công suất khổng lồ này. Đó là bài học rằng bạn không thể đóng tàu hải quân nếu không có lĩnh vực đóng tàu thương mại, và người Trung Quốc đã làm điều đó trong 30 năm qua. Sattler cho biết, do nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Trung Quốc, nước này có thể kiểm soát chi phí lao động và trợ cấp cho cơ sở hạ tầng đóng tàu, cho phép Trung Quốc trả giá cao hơn hầu hết các đối thủ trên thế giới và thống trị ngành vận tải thương mại. Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đức phô diễn lực lượng trong cuộc tập trận quân sự giữa những lo ngại về Trung Quốc. Về mặt quân sự, Sattler lưu ý rằng Trung Quốc bắt đầu tiếp thu công nghệ từ Liên Xô, sau này là Nga và Ukraine, chế tạo nhiều tàu hải quân của họ theo công nghệ từ các nước đó. Sattler nói, sau đó, có thêm nhiều công nhân nhà máy đóng tàu, và đôi khi là những nhà máy đóng tàu thương mại này, một bên đóng tàu chở dầu, tàu LNG và tàu container, và ngay bên cạnh, họ đang đóng tàu tuần dương và tàu khu trục, đôi khi với cùng một công nhân nhà máy đóng tàu. Sattler lập luận rằng, Mỹ chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng đóng tàu tương đương, vì các công ty đóng tàu chỉ có chính phủ Mỹ là khách hàng. Sattler nói, chính phủ liên bang là khách hàng duy nhất. Khách hàng lớn nhất mà họ có được tỷ suất lợi nhuận lớn nhất là đóng những con tàu hải quân lớn, đắt tiền, công nghệ cao. Đó là buổi triển lãm duy nhất trong thị trấn đối với chúng tôi. Và thật không may, vì trường hợp đó, không ai muốn cạnh tranh và đóng những tàu container tốt hơn hoặc tàu vận tải thương mại thế hệ tiếp theo. Đó là điều chúng tôi thực sự cần phải làm. Trong khi phần lớn sự chú ý về lợi thế đóng tàu của Trung Quốc tập trung vào năng lực hải quân của nước này, Sattler nói rằng lợi thế của Trung Quốc trong vận chuyển thương mại cũng có tác động lớn đến an ninh và kinh tế của Mỹ. Trong thời bình, gia đình hàng ngày chỉ cố gắng có được tã lót, sữa bột trẻ em, chai nước, giấy vệ sinh hoặc trong thời gian xảy ra dịch COVID, PPE, khẩu trang. Rất nhiều chuỗi cung ứng đó, tàu biển, phong trào, người vận chuyển, chúng bị ràng buộc với thị trường Trung Quốc hoặc chúng là tàu Trung Quốc, Sattler nói. Sattler nói thêm, chúng tôi tồn đọng các container ở Trung Quốc vì việc vận chuyển hàng hóa ở Trung Quốc mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nó gây ra tình trạng tồn đọng nguồn cung. Có những tình huống mà nhiều người có thể vẫn nhớ là các kệ hàng trống rỗng. Một phần lý do là do sự phụ thuộc quá mức vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc. Sattler nói thêm, sự thống trị đó trong vận chuyển thương mại cũng diễn ra khi xảy ra một cuộc xung đột tiềm ẩn. Việc phụ thuộc quá nhiều vào vận tải biển của Trung Quốc sẽ cho phép Trung Quốc trừng phạt chúng tôi rất hiệu quả để đáp lại các lệnh trừng phạt giả định của Mỹ nếu họ nhận được nhiều hơn răng đe ở Đài Loan. Sattler cho biết, Hoa Kỳ dựa vào hơn 80.000 chuyến thăm,
để duy trì nền kinh tế của mình bằng các tàu mang cờ nước ngoài, để luôn bật đèn, các cửa hàng và khu công nghiệp đang hoạt động sôi động. Vì vậy, nếu người Trung Quốc về cơ bản tự mình rời khỏi thị trường đó, chúng ta sẽ mất khả năng duy trì nền kinh tế của mình, và những cú sốc về điều đó thực sự không được đánh giá đầy đủ. Các báo cáo trong tuần này của South China Morning Post chỉ ra rằng Trung Quốc có thể sắp đóng một tàu chiến khổng lồ khác, với những hình ảnh trực tuyến cho thấy các công nhân tại xưởng đóng tàu Hudong Chongmua cầm cờ bên cạnh chiếc tàu tấn công đổ bộ thế hệ tiếp theo. Trong một cuộc xung đột trực tiếp tiềm ẩn với Trung Quốc, Sadler lập luận rằng tác động của sự chênh lệch trong ngành đóng tàu sẽ thậm chí còn nghiêm trọng hơn, có thể tương tự như Thế chiến thứ hai. Hậu quả của tình hình cũng có thể được cảm nhận rõ ràng trong một trận chiến trên biển, nơi Trung Quốc có khả năng sản xuất, sửa chữa và thay thế các tàu hải quân với tốc độ nhanh hơn Mỹ. Bất chấp mối đe dọa đang rình rập, Sadler cho biết Mỹ vẫn chưa nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng số lượng tàu hải quân của mình. Sadler nói, mọi ngân sách trong 3 năm qua dưới thời chính quyền Biden, các kế hoạch dài hạn đều đặt ra việc giảm quy mô của hải quân khi mối nguy hiểm đang đi theo hướng khác, nó đang gia tăng. Theo báo cáo của Hiệp hội Hải quân Hoa Kỳ hồi đầu năm nay, ngân sách năm tài chính 2023 do Tổng thống Biden đề xuất kêu gọi cắt giảm 15 tàu trong hạm đội hải quân. Trong khi đề xuất cho phép tài trợ để đóng 9 tàu mới, nó cũng đề xuất ngừng hoạt động 24 tàu, dẫn đến việc cắt giảm tổng thể đội tàu. Ngân sách năm tài chính 2024 của ông Biden cũng kêu gọi loại bỏ 11 tàu, một kế hoạch đã bị Thượng nghị sĩ Roger Wicker, R-Mitz, thành viên cấp cao trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện chỉ trích. Chúng ta nên nhanh chóng nỗ lực mở rộng hạm đội hải quân của mình, Wicker nói trong một thông cáo báo chí hồi đầu năm nay. Như tôi đã nói, quy mô hạm đội của Trung Quốc đã làm lu mờ hạm đội của chúng ta, vậy mà Bộ Quốc phòng lại đề xuất ngừng hoạt động các tàu này. Thủy quân lục chiến đã không thể hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài tháng trước vì hải quân thiếu tàu đổ bộ. Wicker là trung tâm của nỗ lực năm 2017 nhằm đặt mục tiêu đạt được hạm đội hải quân gồm 355 tàu, một đề xuất đã trở thành luật trong đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia năm 2018 sau khi được cựu Tổng thống Donald Trump ký. Nhưng các đề xuất ngân sách trong những năm kể từ đó đã không đáp ứng được những kỳ vọng đó, bao gồm cả đề xuất năm 2024 của Biden kêu gọi cắt giảm 11 tàu. Phát biểu với các phóng viên về đề xuất cắt giảm vào đầu năm nay, Chuẩn Đô đốc John Gambleton cho biết 8 trong số 11 tàu đã bị loại bỏ trước khi hết thời hạn sử dụng do tình trạng vật chất, tuổi thọ còn lại của các tàu, chi phí và sau đó là thời gian để nâng cấp. Gambleton cho biết 6 tàu này đã không vượt qua được phân tích ROI. Ngoài thời gian và tiền bạc tiết kiệm được nhờ việc thoái vốn này, chúng tôi cũng sẽ giải phóng hơn 1.500 thủy thủ để hỗ trợ những nỗ lực có mức độ ưu tiên cao hơn. Khi được hỏi về việc hạm đội hải quân tiếp tục di chuyển dưới 300 tàu trong cùng cuộc họp báo, Thứ trưởng Hải quân Eric Raven nói với các phóng viên rằng sự sẵn sàng, hiện đại hóa và năng lực theo thứ tự đó là những ưu tiên thúc đẩy ngân sách này. Raven cho biết, chúng tôi liên tục làm việc với các đối tác công nghiệp của mình để đảm bảo rằng chúng tôi không chỉ tài trợ mà còn giao tàu đúng thời hạn và hiệu quả. Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fox News. Theo Sadler, việc Mỹ không đầu tư thỏa đáng vào năng lực đóng tàu của mình không phải là vấn đề đảng phái. Ông lập luận rằng các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai đảng đã thất bại trong vấn đề này. Sadler nói thêm rằng các nhà lập pháp cần phải nghiêm túc với mối đe dọa và đặt các kế hoạch và ngân sách phát triển hải quân. Sadler nói, chúng tôi cần sự nhất quán trong ngân sách. Chúng ta cần tìm cách lấy lại lợi thế cạnh tranh để có lý do, không gian thị trường sinh lợi cho thanh niên Mỹ muốn tham gia vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ, thú vị, và họ có thể kiếm sống thực sự tốt bằng nghề vận chuyển trong ngành đóng tàu. Hiện tại, điều đó không tồn tại. Theo Fox News, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.